Thưa quý vị, tình hình dịch bệnh tại Đà Nẵng vẫn đang diễn biến phức tạp. Việc người dân đề cao cảnh giác, đồng lòng phối hợp cùng thành phố chấp hành tốt các chủ trương của thành phố và thực hiện đầy đủ nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch, nhất là thông điệp 5K của Bộ Y tế là hết sức quan trọng, thể hiện ý thức, trách nhiệm của mỗi công dân với cộng đồng và góp phần mang tính quyết định thắng lợi trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Theo nhận định của ngành y tế, nguy cơ tại 4 phường đang thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ vẫn ở mức cao. Vì vậy, việc người dân tại các địa phương này tuân thủ thực hiện nghiêm chỉ thị thì rất quan trọng, hạn chế tối đa lây nhiễm dịch bệnh. Ghi nhận tại phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, từ ngày đầu tiên thực hiện chỉ thị 16 đến nay, đường phố vắng người, người dân không tập trung, nhà nào ở yên nhà nấy, chỉ đi ra ngoài khi thực sự cần thiết. Điều này cho thấy người dân ý thức không chủ quan lơ là khi thực hiện chỉ thị. Bản thân mình thì nói chung cũng như người dân là Đà Nẵng là lần này là lần thứ tư rồi. Thì chính vì vậy mà cái nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng có chuẩn bị một số kiến thức và cơ bản để mà phòng dịch. Và bản thân tôi cũng như thế. Thì cố gắng vận động gia đình phải thực hiện cái giãn cách và thực hiện 5K của thành phố đã đưa ra. Đó, cũng như cả nước để mà thực hiện tốt cái công tác chống dịch. Còn tại một số địa phương khác không thực hiện chỉ thị 16 thì người dân vẫn luôn ý thức, đề cao cảnh giác, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, nhất là thông điệp 5K. Dù ở ngoài đường hay trong nhà, nhiều người dân chia sẻ là trải qua các đợt dịch liên tiếp, hiểu rõ bản chất tình hình dịch bệnh. Chưa kể hiện tại chủng mới đang lây lan với tốc độ nhanh và nguy hiểm, nên bản thân phải đồng lòng cùng thành phố để đẩy lùi hoàn toàn dịch COVID-19. Nói chung là những ngày dịch như thế này là theo cái công văn của thành phố là gia đình cô tôi rất là thực hiện rất là đúng là không đi ra đường. Là những việc không cần thiết là mình không nên ra đường, nhưng ở nhà là tốt hơn. Tôi bảo vệ rất là tốt, chứ không có chủ quan, không lơ là được, mình phải đề phòng rất là tốt. Thực sự mà nói, Đà Nẵng bình an vượt qua đại dịch COVID-19 là điều mà tất cả mọi người đều mong muốn. Vì vậy, mỗi người dân hãy quyết tâm là chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch, sát cánh cùng hệ thống chính trị của thành phố, đưa Đà Nẵng sớm trở về trạng thái bình thường như trước.